Hi các bạn, hôm nay mình đến JN2 để mà mua cây hồng mềm Saizo. Bữa bây giờ mình cứ nói là để mình tranh thủ mình đi, sợ những ngày cận Tết á, thì rất là đông là thứ nhất. Thứ hai là những cái ngày cận Tết này thì đa số mọi người cũng đã mua sắm gần hết rồi các bạn. Thành ra là để mà quay video thì sẽ có ít những cái hình ảnh đẹp để mà chia sẻ đến với các bạn. Nhưng mà bận lu bu với hộp giống, thành ra hôm nay mình mới rảnh để mà đến đây để chọn mua cây hồng mềm Saizo cho vườn của mình, cũng như là chia sẻ lại những hình ảnh chợ Tết năm 2024 ở Houston, Texas với các bạn. Và hôm nay mặc dù là đầu tuần chứ không phải là cuối tuần, nhưng mà khi mình đến đây mình thấy cũng có rất là nhiều người đi mua sắm Tết, mua hoa về chưng Tết nè, chủ yếu là những người lớn tuổi, vì mình nghĩ những ngày này thì những người trẻ đã đi làm, thành ra là ở đây nó cũng bớt đông hơn là những ngày cuối tuần đó các bạn. Đó, thì khi mà vào đây thì cũng như các bạn thấy phía bên tay phải là quá trời hoa, hoa mai Mỹ nè, nụ tầm xuân nhiều lắm. Và hôm nay phía bên tay trái ở của mình thì có rất là nhiều chậu tắc cũng như là cam quýt. Thì những cái chậu tắc ở đây thấy thương lắm, cây nào cũng đầy trái lủng lẳng hết, nhưng mà vẫn còn xanh chưa có vàng. Thành ra khi mà mình quay như thế này thì các bạn rất là khó thấy, nhưng mà ở ngoài nhìn cây nào cũng dễ thương hết các bạn. Mới đầu mình tưởng nó là đây là nguyên một dãy tắc chua thôi, nhưng mà hôm khi mà nhìn kỹ lại những cái thác thì thấy có những cây quýt, những cây bưởi nữa, nhưng mà chủ yếu phần nhiều là những cây tắc chua. Đó, nhiều lắm. Cây nào cũng trái đùm đùm hết, thấy cưng lắm, để coi coi giá bao nhiêu nha. Đó, bảng giá ở đây nè các bạn, 50 đồng và 80 đồng cho 3 gallon và 7 gallon. Có chanh thái nữa. Tất cả các cây đều đồng giá hết. Phía bên này là một cái xe của người đi mua hoa Tết về chưng nè. Đó, hoa cúc là chủ yếu cho ngày Tết ha. Rồi hoa mai. Đó, phía bên đây là thêm những cây tắc vừa bông vừa trái lủng lẳng nè, quay cận cảnh cho các bạn thấy nè, thấy cưng không các bạn. Đó, cây nhỏ xíu mà chùm chùm vậy đó. Nhưng mà thật sự là nhìn thì thấy thương, nhưng mà mình không biết đây là cây tắc chua thường hay là cây tắc chua lùng. Nó có hai loại các bạn. Có một loại tắc chua lùng giống ở Home Depot bán thì nó lùng, còn này là mình không biết cao hay lùng nữa. Khu vực này là chậu những loại hoa khác nè, hoa trà mi. Phía bên đây là nguyên một hàng hoa đào mà hơn một tuần vừa rồi mình có đến đây quay cho các bạn xem, khi mà họ mới về Tấu Tàu á, thì những cây đào này là chưa có nụ, chưa có gì hết. Thì hôm nay thì lại đây thì có những cây đào đã nở hoa như thế này các bạn, rất là dễ thương luôn. Đào ở đây thì đủ loại hết, đào Tết Việt Nam, đào ba màu, có nhiều loại lắm. Lúc mà mình mới đến, khi mà nhìn cái quang cảnh trưng bày các loại hoa ở phía bên ngoài như thế này, mình nghĩ wow, Tết năm nay thì cũng không có sum tụ bằng Tết năm ngoái. Đó, phía bên đây là cây mai Mỹ mà họ trồng ở trong chậu luôn đó các bạn. Nếu mà bạn nào muốn mua về để trồng thì có thể lấy những cái chậu nhỏ như thế này về trồng nè. Đó, thì khi mà mình thấy như thế này mình nghĩ ô, năm nay cũng không có sơm tụ hay là mình đi trễ quá ta. Nhưng khi mà mình bước vào phía bên trong như thế này thì wow, đẹp quá trời đẹp luôn. Mặc dù là hôm nay mình đi chợ Tết nói chung là hơi trễ so với mọi năm á các bạn, nhưng mà khi mà bước vào đây nè, nhìn rất là đẹp luôn. Ở nhà không có, ở nhà của mình gia đình cũng chủ yếu là Mỹ, thành ra là cái
sự nôn nao, sự hương vị của mùi Tết đó, nó vẫn không có các bạn, vẫn chưa có. Nhưng mà khi mà đến đây bước vào khu vực này đó, thì thôi mình thấy sao mà sắc xuân, sắc Tết nó tràn ngập ở đây các bạn ơi. Nhìn thích lắm, vào đây là mình thích liền luôn đó. Cảm giác là tự nhiên thấy cái lòng nó vui lên liền luôn, không hiểu tại sao nữa. Nhìn hoa sắc thắm, hoa nào cũng tươi rực rỡ hết. Những chậu cúc thì rất nhìn rất là dễ thương luôn. Nhà mình thì hôm bữa được một chị bạn tặng hai cái chậu cúc rồi, thành ra là năm nay mình không có phải mua bông cúc nữa. Nhưng mà nhìn những cái chậu cúc ở đây cũng rất là dễ thương, thích nhìn hoài luôn à. Người ta trưng bày những cái chậu hoa mai Mỹ ở đây nhìn đẹp quá hả các bạn, vàng rực luôn. Hôm nay mình đi thì nó hơi vắng, thành ra là quay được đã các bạn. Chứ mà cuối tuần, mình nghĩ cuối tuần này nè, tức là cũng 30 Tết đó, thì chắc sẽ đông lắm á. Chắc sẽ quay người không, hoặc là có những cô chú anh chị cuối tuần nghỉ á, sẽ mặc áo dài đến đây để chụp hình nữa, sẽ đông vui lắm luôn. Đó, hoa Mỹ thời điểm này là nở rực rỡ, nhìn đẹp ơi là đẹp. Ở ngoài đẹp gấp 10 lần ở trong video á các bạn. Nãy giờ đi vào đây giống như là vào mê hồn trận đó, không muốn ra, cứ quay đủ thứ. Thành ra bây giờ thôi để đi ra ngoài bên đây coi ngoài bên đây có gì mới không so với lần trước mình ghé nha. Phía bên đây là khu vực những cây nụ tầm xuân cũng rất là dễ thương, rất là đẹp nè. Giá 23 đồng cho một chậu. Thì so với lần trước thì hôm nay những cái chậu, những cái nụ tầm xuân nó đã bắt đầu nở rồi, nhìn thấy cưng lắm các bạn. Mình không có thấy cái cây nụ tầm xuân ở ngoài bao giờ, mình không biết là những cái cây nụ tầm xuân mà cái cành nó rủ xuống như vậy là do cái cây nó như vậy hay là người ta uống, mình cũng không biết nữa ha. Đó, phía bên đây là hoa trà mi. Hôm nay hoa trà mi ở đây cũng quá trời luôn, đủ màu luôn các bạn. Và nở rất là đẹp luôn, đủ size, đủ chậu hết. Dưới bên đây là những cái chậu hoa hồng, những cái màu sắc rất lạ và rất đẹp luôn. Cây ở trên màu hồng, cây đỗ quyên cũng dễ thương quá nè. Còn đây là khu vực bên trong, khu vực tính tiền, cũng như là họ bán đồ trang trí Tết, những cái vật dụng treo trang trí Tết đó các bạn. Cái cây đó cây gì mình không biết nữa, nhưng mà nhìn nụ li ti màu hồng cũng dễ thương lắm. Ở dưới đây là đủ loại chậu cắm hoa, lọ cắm hoa chứ hả? Lọ cắm hoa, nhìn tràn ngập không khí Tết ha các bạn ha. Đó, đồ trang trí ở đây bán cũng nhiều lắm. Đến JN2 này là mua hoa, mua đồ trang trí Tết là không thiếu cái gì hết trơn á. Cách đây mấy năm mới cứ khi mà về Việt Nam mà trước Tết á, hay mua những cái đồ trang trí như thế này nè, xong mà dành dụm gói ghém đem qua đây để mà trang trí Tết cho nhà bên đây. Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy rồi đó,
đâu có cần nữa đâu. Bây giờ bên đây cái gì cũng có hết. Cái gì, thậm chí cái gì mới nhất ở Việt Nam có là bên đây cũng có luôn. Và năm nay con rồng nè, những cái hình treo con rồng quá trời và rất là dễ thương luôn. Đó, chúc mừng năm mới rồi an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, đầy đủ hết luôn. Phía bên đây gần chỗ Tính Tiền có mấy chậu hoa mai bonsai, hoa cúc mai 350 cho một chậu, có nụ sẵn rồi, chuẩn bị nở hết trơn rồi. Cúc mai tức là cái loại mai mà có nhiều cánh giống như bông cúc vậy á các bạn. Đồng giá, thấy giá nào chậu nào cũng 350 một chậu hết. Trong cái phòng ngay chỗ Tính Tiền này nhìn hoa khắp mọi nơi nè, đồ trang trí lung linh. Không biết ông chủ ông ngồi đây Tính Tiền cả ngày, ông nhìn cái phòng, ông ngồi trong cái phòng này ông có thấy vui không ha? Chứ mình vào đây á, mình cứ cứ thích đứng quanh quẩn nhìn cái này nhìn cái kia hoài luôn, không muốn ra luôn các bạn. Ở phía trong đây có cây nụ tầm xuân mà người ta gói giống như gói giấy kiến ở dưới cái chậu làm quà đó, cũng đẹp lắm. Nó mắc hơn mấy đồng so với những cái chậu nụ hoa tầm xuân bên ngoài á. Cũng như ở đây họ có bán bánh chưng nữa nè, 20 đồng một cái. Ở dưới đây là những cái nụ tầm xuân đã nhuộm màu rồi nè. Đó, thành ra khi mà nhìn những cái nụ tầm xuân như vậy mình cũng không biết là cây nụ tầm xuân thật sự nó như thế nào các bạn. Bởi vì nhìn cái chậu, cái cây nó rủ rủ cong cong xuống á, mà những cái cành nụ tầm xuân thì họ bán thì nó thẳng băng và rất là cao luôn. Sau khi coi hết gian hàng Tết rồi, mình bắt đầu mình ra khu vực này mình lấy cây hồng mềm saizo của mình nè. Cũng như quay lại cho các bạn coi sơ đó, táo tàu quá trời luôn. Bây giờ họ để đầy ngập luôn. Phía bên khu vực táo, lê, đào, nở hoa, tùm lum luôn. Thời điểm này mà các bạn đi mua những cây này là chính xác nhất luôn á. Mình có thể nhìn hoa, nhìn giống của nó mà không sợ lộn giống, cũng như chọn được những cái cây ưng ý. Xong ở vườn hoa rồi, vườn cây ăn trái rồi, bây giờ mình ghé qua chợ Tân Bình để mua một vài món về chuẩn bị nấu cúng Tết. Thì ở Houston, khu vực Bel Air thì có rất là nhiều chợ Việt Nam. Nhưng mà cái chợ mình thường hay đi nhất đó là chợ Tân Bình các bạn. Nói chung đồ ăn ở đây tương đối mắc hơn những cái chợ Việt Nam xung quanh một chút xíu. Nhưng mà đồ ăn chất lượng, mình theo mình thì mình thấy thức ăn nó tươi hơn. Đó, cũng như hôm nay mình đi ngày đầu tuần, giống như nãy mình chia sẻ với các bạn, mà không khí Tết ở Tân Bình rất là rộn ràng luôn các bạn, thấy không? Rất là đông người luôn. Vào bãi giữ xe phải đi kiếm chỗ đậu xe nè, rồi đi vào bên trong thì rất là đông, mặc dù không phải là ngày cuối tuần á. Chợ Tân Bình đến thời điểm này mà bánh mứt vẫn trưng bày rất là đầy đặn và rất là nhiều các bạn ha. Nhìn đã không? Không khí Tết ngập tràn luôn, cái gì cũng muốn lấy về một món hết. Con heo đất dễ thương quá kìa. Bánh tét để coi giá bao nhiêu. Trời ơi, không phải giá bánh tét, giá trứng cút lộn.
Phía bên đây là bánh chưng, bánh chưng chợ Tân Bình. Bánh chưng tưởng là Tết người ta mới bán, chứ bánh chưng ở đây là mình thấy bán quanh năm luôn các bạn. Nhưng mà vào những cái ngày Tết này á, thì họ họ gói nhiều hơn, cũng như là để bán nhiều hơn. Phía bên đây là trái cây nè, xoài, dừa, rồi mãng cầu, rồi đầy đủ. Hôm nay họ có bán dừa sáp nữa kìa. Đặc sản dừa sáp có bao nhiêu một trái nha? 20 đồng cho một trái dừa sáp. Bạn nào mà muốn thử dừa sáp thì ghé chợ Tân Bình mua về ăn thử nha. Phía bên đây là quầy bánh mứt. Bánh mứt là đủ loại hết. Bây giờ không có thiếu cái món nào hết các bạn. Bây giờ ở đây á, ở Houston, Texas là chỉ sợ thiếu tiền thôi, chứ đồ ăn thức uống ở Việt Nam là ngập tràn luôn. Giỏ quà tặng quá trời luôn kìa. Mứt bí, mứt hạt sen, mứt dừa, mứt gừng, rồi thèo lèo, đủ thứ hết, mứt củ năng nữa, đủ loại luôn. Mình cũng lấy một hộp nhỏ để về cúng. Phía bên đây là giấy cúng, giấy cúng giao thừa đón thần tài, giờ cũng khó luôn nè. Y như Việt Nam không các bạn, giấy cúng ông bà, rồi giấy cúng Quan Âm, giấy rước ông táo lớn, có ông táo nhỏ nữa ta. Đầy đủ hết. Mắc cười lắm, cái vào cái năm nay thì không có, nhưng mà vào 1-2 năm trước á, cứ vào những cái dịp Tết như thế này, mình đi chợ Việt Nam bên cạnh mua một hộp mứt để mà về cúng Tết, thì mình luôn luôn mua thêm một cái hộp mứt gọi là mứt hột sen với lại mứt bí. Mà các bạn biết mình mua để làm gì không? Không phải là mua để cúng Tết đâu nha, mà hai cái loại mứt đó mình sẽ mua để mà mình làm bánh trung thu á các bạn. Bởi vì khi mà đến mùa bánh trung thu á, làm bánh trung thu á, thì muốn kiếm hai cái loại mứt đó thì thời điểm đó ở đây không có bán. Hai cái mứt đó người ta chỉ có bán vào dịp Tết thôi, thành ra là vào dịp Tết này á, năm nay thì bây giờ không có hơi sức để làm, thành ra mình không có mua, chứ mọi năm là lúc nào cũng mua kèm theo hai cái hộp mứt đó hết. Phía bên đây là bưởi diễn. Bưởi diễn cũng mới đến Mỹ năm nay nè. Rồi lại đây không biết nó ngon như người ta nói không, mà lại đứng kế nó thơm ơi là nó thơm luôn các bạn. Bưởi diễn á. Kế bên là bưởi da xanh, cũng đồng giá với bưởi diễn luôn, là 3 đồng 99 một pound. Kế bên nữa là quýt đường, đủ thứ hết các bạn thấy không. Đu đủ nè, xoài, rồi dưa hấu. Chợ Tân Bình á, mặc dù cái diện tích nó nhỏ hơn so với những chợ khác, nhưng mà hàng hóa lúc nào cũng đầy đủ và trưng bày mát mắt như thế này hết các bạn. Rồi có dừa nữa nè. Không biết dừa nè, dừa loại gì mà nhìn tươi rói, mà nhìn cũng dễ thương ha. Nó nhỏ nhỏ mà tươi rói à. 3 đồng 99 cho một trái. Ở chợ Tân Bình hình như thích cái số 3 đồng 99. Sao nãy giờ thấy 3 trái cây cùng giá là 3 đồng 99 hết. Như đây là dừa nữa, rồi lê, mãng cầu. Mùa này là chắc cũng muốn có mãng cầu à. Mãng cầu dai Việt Nam chắc hiếm lắm, không biết có không. Cái này mãng cầu mễ, ngầu mễ giá mắc như quỷ, 17 đồng một bao. 17 đồng một bao luôn. Thích ăn mãng cầu mà nhìn cái giá rầu ghê luôn. Mít ổi,
ổi ruột đỏ. Ở đây mãng cầu khác nữa nè, không biết mãng cầu gì, không biết mãng cầu Úc hay mãng cầu Mễ luôn, không biết. Không thấy bán mãng cầu sim ta, nãy giờ đi không thấy. Bên đây những trái thơm cho gắn nơ lên trưng Tết, nhìn thấy cưng không các bạn? Trái nào trái nấy chùm chúm chím mẫm mỉm, nhìn cưng quá. Cũng 3 đồng 99 một trái luôn. Công nhận chợ Tân Bình thích số 3 đồng 99 thiệt. Và sau khi mà xem ở chợ Tân Bình á, thì mình ghé qua chợ Hồng Kông 4 một chút xíu, cũng sát bên chợ Tân Bình thôi, để mà mua cái đèn về cúng Phật đó. Thì chợ Hồng Kông thì cũng lâu rồi mình cũng không ghé vào đây. Thường ở chợ Hồng Kông mình hay trước lúc mà qua Mỹ mình hay ghé chợ Hồng Kông lắm, nhưng mà sau này thì cũng ít hẳn. Và khi mình ghé ở đây thường mình ghé vào gần cuối năm á, để mà ghé qua cái sạp đồ ở chùa bán ngay cái cổng vào chợ Hồng Kông. Một lát đi ra mình sẽ quay cho các bạn xem để mà mua lịch. Đó thì chợ Hồng Kông thì diện tích rất là rộng luôn, rộng hơn chợ Tân Bình nhiều lắm. Thành ra là cái mỗi cái loại hàng họ trưng bày cũng nhiều khủng khiếp lắm. Năm nay họ nhập về quá trời đồ trưng Tết luôn, là các bạn thấy không? Treo đầy luôn. Năm ngoái đâu có thấy nhiều bằng năm nay đâu, năm nay quá trời luôn. Hôm nay là cận Tết rồi đó mà vào thì thấy vẫn còn rất là nhiều như thế này. Nhìn đẹp các bạn ha. Pháo chùm chùm luôn, cá. Lúc mà mình đi ra thấy người ta mua cái chùm pháo giả, người ta kêu người bán thử coi nó có nổ hay không á, cũng vui lắm. Thì vào thời điểm này mà đi chợ nào cũng có nụ tầm xuân hết. Ở đây là nụ tầm xuân đủ màu luôn nè. Rồi hoa huệ. Đó. Phía trên đây là tượng Phật, tượng rồng đủ loại hết. Không biết có bạn nào giống như mình không? Mình rất là thích Phật Di Lặc á các bạn. Cứ mỗi lần mà nhìn thấy Phật Di Lặc là mình thấy vui à. Ông cười rất là tươi luôn. Mà nó để có cơ hội gặp tượng Phật Di Lặc nào mà mình cảm thấy mến á, thì mình thỉnh về ở nhà bên đây, nhưng mà chưa có dịp nữa. Nhớ ở Việt Nam á, ba mình có một cái tượng Phật Di Lặc rất rất là đẹp luôn, bằng gỗ. Thì thời điểm này cũng cận Tết mà mình đi cũng trễ á, thì ở chợ Hồng Kông á, những cái quầy trưng bày Tết á, nó cũng giảm đi, nó không có còn hoành tráng như những ngày đầu nữa. Phía đây là phía bên trong họ bán rau củ quả đó các bạn. Quầy này là quầy bánh chưng, bánh tét. Mặc dù nhìn không có hoành tráng lưa thưa, người ta lấy bớt phía bên ngoài các bạn thấy không, mà cũng quá trời luôn. Mà không biết mấy ngày nữa là Tết rồi, không biết có bán được hết nguyên một cái kệ mà dài mười mấy feet như thế này không các bạn. Quá trời luôn. Nó bánh tét đủ loại hết. Bánh tét một màu, bánh tét ba màu, rồi bánh tét chay, bánh tét mặn, rồi bánh tét trứng muối, bánh tét không trứng muối, rồi bánh chưng. Quá trời luôn. Vào ngày thường là mình cũng thèm bánh chưng, bánh tét rồi. Ngộ lắm, những cái người mình để ý, những người mà tròn tròn da thịt như mình á, hay khoái ăn những cái nếp á, như xôi, bánh chưng, bánh tét lắm. Đó, thành ra Tết này cũng thủ ở nhà đâu mấy đòn bánh tét, mấy cái bánh chưng. Ăn cho đã, qua Tết giảm cân lại. Phía bên đây là quầy bánh kẹo mứt nè. Đó. Thời điểm này thấy các bạn thấy nó vơi đi rồi, thành ra là nó không có được hoành tráng như những ngày đầu, các bạn thấy không? Nhưng mà cũng còn đầy đủ và nhiều các bạn ha. Do cái diện tích họ rộng, mình thấy cái hàng nó hơi rời rạc thôi, nhưng mà so với những cái chợ khác thì nó cũng còn nhiều lắm. Bên đây là quầy hoa giả, đủ loại hoa.
đủ sắc màu luôn. Nhìn là thấy Tết ngập tràn rồi. Ở trong khu vực này á, cái hoa lan á, họ có bán vườn hoa lan thật, vườn hoa lan giả nữa các bạn. Mà họ để đầy chỗ hết, mình đi riết mình không biết cái này phải hoa cái này là hoa giả hay là hoa thật nữa. Có khi mình đi mình phải rờ để mình coi nó thật hay nó giả, bởi vì thật giả giả sao mà nó giống nhau quá. Ở Hồng Kông thì thôi nè các bạn, coi cái hàng cái xếp hàng mà tính tiền mà nó dài vào phía bên trong như vậy và rất là đông như này nè. Mà hôm nay là không phải là ngày cuối tuần đó nha. Và bây giờ đi trở ra mình quay cho các bạn xem cái chỗ mà mình này của cái chùa nào, thực sự mình cũng không có nhớ tên nữa. Thì có một cái quầy bán đồ Phật, đèn, rồi những cái dụng cụ để mình thờ cúng á. Thì mình hay ghé đây mình mua đồ lắm. Hôm nay ghé coi cái đèn cho Phật Mẹ Quan Âm Bồ Tát. Đó, cái đèn như thế này nè. Đó, để sau lưng Phật bà đó các bạn. Đó, để coi ông xã ông chịu thì thỉnh về để mà dâng lên Mẹ Quan Âm. Đó, mọi năm mình cũng hay lại đây mình mua lịch đó. Lịch ở đây hàng năm in ra đẹp lắm, lịch hoa sen không à. Thì ở trong khu vực chợ Hồng Kông 4 á, hôm bữa cuối tuần mình có đi chợ thì thấy những cái khu vực bán áo dài này rất là đông vui nhộn nhịp nha. Năm nay ngày cuối tuần thì thấy không có đông vui bằng bữa cuối bữa hôm nay là ngày đầu tuần, thành ra là thấy không có được đông vui bằng bữa cuối tuần. Nhưng mà ở chợ Hồng Kông 4 này á, gọi là Hồng Kông Mall, thành ra nó lớn lắm. Đó, bán đủ thứ trong đây hết. Thêm một cái tiệm bán áo dài khác nè. Hôm bữa chủ nhật á, trời ơi lúc 11 giờ trưa quá trời đông luôn. Em bé người lớn rồi đứng thử áo dài ở đây rần rần luôn. Hôm nay thì vắng hơn. Mà lạ nha, mình với ông xã mình nói cái tiệm này nè, đi Hồng Kông hoài luôn không bao giờ thấy mở cửa. Chỉ có những cái ngày cận Tết này á, thì đi mới thấy cái tiệm này mở cửa thôi các bạn. Thành ra mình không biết cái tiệm này mở cửa vào lúc nào cho những ngày thường nữa. Tại đi những ngày thường mà trong năm mới không bao giờ thấy mở cửa luôn. Đó, bây giờ Tết người ta bày ra ngoài người ta bán nè, nhìn vui nha các bạn, đâu có thua gì ở Việt Nam đâu. Bên cạnh đó, khi mà mỗi khi mà mình đi chợ Hồng Kông 4 á, thì lúc nào cũng ghé qua cái quán Bình Minh. Ai đến chợ Hồng Kông 4 rồi chắc thế nào cũng biết cái quán Bình Minh trong khu vực Hồng Kông 4 mà. Thì mỗi khi mà đi chợ Hồng Kông 4 lúc nào cũng tấp qua đây để ngó nghiêng rồi rinh về một món hai món ăn vặt ở trong cái tiệm này hết các bạn. Bữa thì mua chuối chiên, bữa mua khoai lang chiên. Hồi xưa thì hay mua chả giò ở đây lắm, nhưng mà sau này thì mình tự cuốn mình không có mua nữa. Đó, thì bây giờ chỉ ghé đây để mua nước mía hay mua những cái đồ ăn vặt thôi. Và cũng ở trong Hồng Kông Mall này, tức là trong chợ Hồng Kông 4 đối diện với lại quán Bình Minh mình mới vừa chia sẻ với các bạn á, thì có một cái tiệm bán tượng Phật, tượng Chúa rất là đẹp luôn. Ở nhà của mình á, thì mình thờ Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì mình thỉnh tượng Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát từ cái tiệm này nè các bạn. Tượng đẹp lắm. Không biết người ta có cho quay không, vào không thấy ai mình quay đại đó. Chứ bình thường đi ngang đi ngoài cũng muốn vào đây quay lên để chia sẻ với các bạn, để coi có ai mà có nhu cầu mua thỉnh tượng Phật hoặc là tượng Chúa đó. Thì mọi người có thể vào đây đó, nhưng mà nhân dịp hôm nay đi chia sẻ với các bạn chợ Tết đó, thành ra mình vào mình quay sơ một chút xíu cho các bạn xem.
để ai mà cần thì có thể biết đến cái nơi này để mà đến thỉnh tượng Phật hay là tượng Chúa mà mình yêu thích. Mình thỉnh tượng mẹ Phật Quan Âm là cũng 7 năm rồi. Đẹp lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mình chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!